những người Việt ở bên này, theo anh nghĩ người ta sẽ phản ứng về cái chuyến đi này như thế nào? Theo tôi nghĩ thì một số nào chống đối thì bây giờ có xấu tốt gì người ta chống đối rồi. Thì dù cho một điều khi người ta đã ghét anh rồi thì tôi nói là ghét thì bồ hòn cũng méo rồi, quéo cũng tròn hả, ghét thì bồ hòn cũng méo. Thì dù cho chính quyền nó có làm được một điều gì đó thì người ta đã chống đối thì lúc nào cũng chống đối cả. Nhưng mà mình phải bình tĩnh và mình xét trên vấn đề thực tế. Thì mình thấy nhà Cộng sản Việt Nam hiện bây giờ đang giữ đảo, giữ nước rất là tốt. Theo tôi biết, trong tất cả những cái hội nghị đàm phán Trung Quốc đều khẳng định Trường Sa và Hoàng Sa là những hai cái đảo không thể tách rời của đất nước Việt Nam. Bây giờ không đòi được, con cháu mình sẽ đòi. Luôn luôn khẳng định điều đó. Tại cái đảo Trường Sa đã mất trước năm 75 là do Việt Nam Cộng Hòa mình làm mất. Mình yếu quá thì mình bắt thôi, nhưng mà thật sự người ta vẫn đòi. Là tại sao? Tại vì cái đảo đó không, ông cha mình, tổ tiên mình đã giữ cái đảo đó. Không lý gì thì mình không chứng minh được, mình không tuyên truyền là mình là cái đảo đó của Trung Quốc được. Đó là cái phản ứng của, theo anh đoán, của người Việt ở vùng Orange County Little Sài Gòn này. Còn nếu mà làm một cái dự đoán là người dân trong nước sẽ nhìn về cái sự kiện này như thế nào? Thì anh thấy sự kiện xảy ra rồi. Khi mà có sự kiện xảy ra mới thấy lòng yêu nước của dân tộc mình. Thì từ Nam tới Bắc, từ tất cả dân tộc Việt Nam, dù Bắc Nam, dù trai gái, dù lớn nhỏ, đều tỏ lòng yêu thương đất Tổ quốc cả. Không lý, đều lên án Trung Cộng cả. Dù ít dù nhiều, dù hải ngoại hay trong nước, có điều đó đều tôi làm tôi xúc động. Và tôi cảm thấy tinh thần yêu nước, tinh thần của dân tộc mình ngàn năm vẫn còn đó, vẫn chống giặc Tàu như thường. Dù cho Trung Quốc dù là mạnh cỡ nào nhưng mà hồi nãy anh có nhắc tới là có những người mà họ đã gọi là có thành kiến rồi, đã không ưa chính quyền Việt Nam rồi thì củ ấu cũng tròn, bồ hòn cũng méo đó. Cũng méo khi thương khi ghét ấu cũng tròn, thì khi thương ấu cũng tròn thì ghét bồ hòn cũng méo, khi ghét mà bồ hòn cũng méo. Lâu quá không nói. Thì nếu mà anh có dịp để mà đối diện với những người ở cái khối người như vậy đó, anh sẽ chia sẻ cái chuyện gì? Thì bây giờ trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không? Sự thật như vậy thì bây giờ mình cứ ngồi hải ngoại này mình cứ nói là Việt Nam, chính quyền Việt Nam bán đảo, bán đất, dân cho Tàu Cộng, dân đất nước rồi sẽ đất nước Việt Nam sẽ không còn nữa rồi. Đó là một cái điều không có thực tế. Cái thực tế là gì? Cái thực tế là anh thấy làm sao một bây giờ tôi cho thí dụ anh khổ công mấy đời anh xây một cái nhà rất là lớn. Bây giờ tự nhiên anh dâng cho tôi, anh đâu thể làm điều đó được. Thì mình cứ để nó đất nước Việt Nam suốt 70 năm. Một chính quyền Cộng sản Việt Nam, chính quyền nhà nước Việt Nam đã bao nhiêu xương máu của những người đồng đội họ làm nên lịch sử, họ thống nhất được đất nước. Thì bây giờ không có lý do gì người ta dâng nước cho Tàu, dâng đất nước cho Tàu cả, dâng chính quyền cho Tàu cả. Thì đó là hoàn toàn vô lý và điều đích của lịch đối với tôi. Vẫn có những người vì những cái kinh nghiệm trong quá khứ sẽ đa nghi bất cứ cái chuyện gì. Họ cho rằng là đây chỉ là một trong những cái thủ thuật của chính quyền Việt Nam trong cái vấn đề mà gọi là tuyên truyền mị dân về những cái vấn đề nào đó. Thật sự ra bây giờ, thật sự tôi đã nói rồi, khi người ta đã chống đối rồi thì bất cứ một điều gì người ta chống đối cả. Bây giờ mà nó chống đối từ trong phía gì? Bây giờ tôi nghe những cái tivi tuyên truyền ở đây thì lúc nào cũng nói là Việt Nam là cướp giật, rồi là gái, rồi đỉ điểm khắp nơi, rồi nhà cầm quyền lúc nào cũng là đè ép dân này nọ. Mà khi tôi thực tế Việt Nam tôi về, tôi thấy bà con tôi vẫn sống bình thường, vẫn làm ăn, vẫn học hành, con cháu tôi vẫn có lễ phép, vẫn bình thường, không có gì gọi là quá đáng. Bây giờ tất cả những người ở đây để chống đối Việt Nam, tôi cho nó đúng đi, thì xã hội nào không có điều bất công, xã hội nào không có mà kẻ trên người dưới. Bây giờ từ cổ chí kim, từ đông tới tây, bất cứ chính quyền nào, bất cứ lãnh đạo nào mà không sung sướng hơn cả. Bây giờ ngay Việt Nam Cộng Hòa mà con tỉnh trưởng, con quận trưởng, con những người có chức có quyền vẫn sướng hơn mình. Thì bây giờ mình đừng trách nhà của người Việt Nam. Hoặc là con Obama vẫn sướng hơn con anh và con tôi. Absolutely. Bây giờ con Obama qua tháng con có mayor ở đây thôi, những người city council ở Westminster thôi vẫn sướng hơn mình. Tại vì chính trị là quyền lực phải đi đôi với tiền bạc. Bây giờ Bây giờ những người chống đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở bên này nè, chứng minh cho tôi đi, bất cứ đất nước nào, từ Đông tới Tây, từ Bắc tới Nam, từ tôi cho là toàn thế giới này mà có chức có quyền mà không sướng đâu, đều sướng cả. Thì đừng trách Cộng sản Việt Nam, đừng trách nhà quyền Việt Nam. Bây giờ con thủ tướng, con thị trưởng, con của những người tướng tá, con những người quận trưởng ngày xưa, tỉnh trưởng xưa đều sướng cả, nó có gì đâu, chỉ nó bình thường. Đất nước nào cũng vậy cả, và chế độ nào cũng vậy cả, thì đừng trách họ. Có những cái tôi có nghe tivi nói là nhà bên Việt Nam là người ta ăn tô phở 30-40 đô. Tại sao phải đem cái chuyện đó lên? Chỉ bình thường xã hội nào có giai cấp, người giàu người nghèo ở Mỹ này có những người ăn một dĩa steak 300-400 đô thì sao? Ở một đêm khách sạn 16.000 đô la, 30.000 đô la, đó là chuyện bình thường. Người ta có tiền người ta hưởng thụ là chuyện bình thường. Tại sao mình lấy thí dụ bên Việt Nam ăn tô phở 30 đô la để mình lên án một chế độ là không lo cho dân để mà ăn tô phở 30 đô la, người thì nghèo quá. Ở Mỹ này homeless nằm đường, mà trong khi người ta ăn dĩa steak 300-400 đô la. Tôi đã từng thấy người bạn tôi ăn. Đó là chuyện bình thường trong xã hội. Thì tôi nói anh rồi, khi người ta đã ghét rồi, khi người ta đã chống đối rồi, thì tất cả mọi thứ đều chống đối cả. Thì người ta không có công bằng, người ta không nói sự thật. Nhưng mà tôi thích sự thật. Tôi realistic, tôi thích nói sự thật. Mặc dù sự thật là mất lòng như rất là nhiều người, tôi vẫn nói sự thật. Chuyến đi Trường Sa lại lan man đi ra những cái chuyện khác có tính cách xã hội. Đó là cái việc rất tự nhiên mỗi khi chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau. Về mặt báo chí thì kỳ này theo chúng tôi biết ở Orange County, ngoài chương trình Phố Bolsa TV cũng có vài cơ quan truyền thông khác như chúng ta cũng biết. Mặc dù là chúng tôi cố gắng ghi lại, mỗi lần đi đều ghi lại những cái hình ảnh trung thực nhất mà mình có thể ghi nhận được trong cái khả năng mình có thể làm được. Và điều đó cũng đã nói rất nhiều lần một cách công khai với khán giả Phố Bolsa TV khắp nơi. Tuy nhiên cũng chắc chắn cũng sẽ có và đã có những người họ cho rằng cái chuyện này cũng chỉ là tiếp tay với phía nhà nước Việt Nam để mà tuyên truyền vào những cái công việc tuyên truyền của họ. Anh nghĩ sao về cái việc mà báo chí đi đưa tin kỳ này cho cái chuyến đi Trường Sa? Tôi nghĩ cái việc báo chí đưa tin chuyện này cho chuyến đi của Trường Sa rất là hữu ích, rất là tốt, vấn đề thông tin. Cái thứ nhất là anh, cái thứ nhì là anh nói vấn đề mà nhà nước Cộng sản Việt Nam tuyên truyền thì tôi nghe được hơi vô lý. Người ta đang cầm quyền 37 năm rồi, 39 năm, bằng 39 năm. Nước Cộng hòa xã hội Việt Nam bây giờ được tất cả mọi nước thế giới công nhận. Thì tôi không lý do gì một cái điều nhỏ nhặt người ta phải tuyên truyền cả. Thì tôi không lấy điều đó là gọi là tuyên truyền. Có chăng là nhà nước Việt Nam hiện bây giờ muốn xích gần lại hơn cộng đồng Việt Nam, thì ta tạo tất cả điều kiện thuận lợi cho tất cả báo chí đi đến bất cứ nơi đâu các anh muốn. Thì tôi nghĩ chuyến đi mang rất nhiều ý nghĩa. Và tôi khẳng định lại là nhiều người ở đây, như sắp tới ngày 30 tháng 4 rồi, thì có nhiều người cứ tuyên truyền là mất nước hay nọ. Rồi tôi thấy một điều đó, dùng cái từ không chính xác. Thật sự nước Việt Nam vẫn còn ở đó, nước Việt Nam vẫn còn trên bản đồ của thế giới. Có chăng là đổi cái chế độ, mà anh biết chế độ rồi, chế độ nào nếu tồn tại được, nếu mà tốt được lòng dân thì tồn tại lâu. Chế độ nào không được lòng dân thì tồn tại trong lịch sử anh biết rồi, hết Lý rồi tới Trần rồi tới Lê tới Nguyễn, thì chế độ thì không bình, dân tộc đất nước vẫn còn nguyên đó, chỉ thay đổi chế độ, và chế độ nào không được lòng dân sẽ bị sụp đổ. Đứng về góc độ của người khán thính giả, của người độc giả, anh trông đợi cái điều gì mà anh sẽ được xem, được nghe qua qua báo chí từ cái chuyến đi này? Tôi trông đợi rất nhiều. Tôi đợi thứ nhất là những hình ảnh, những cái sự thật, những cái lời phát biểu của những người chiến sĩ Hải quân Việt Nam hiện đang ở giữa đảo. Tôi cảm nghĩ những cái tinh thần của họ, và những cái điều tôi muốn biết là những cái sự thật về sự tranh giành về giữa Trung Quốc, giữa Hải quân Việt Nam ra sao. Rất là nhiều điều tôi muốn biết. Thì tôi nghĩ chuyến đi rất là lý thú, và tôi đang trông đợi các anh thông tin về cho tôi biết những điều đó, rất là hay. Này một câu hỏi gọi là có tính cách tham khảo. Mà là một người chưa bao giờ có dịp ra Trường Sa, mà thậm chí lại không ở Việt Nam nữa, ở bên ngoài như thế này, anh hình dung cho tới giờ này, anh hình dung trong đầu anh cái đời sống của đảo Trường Sa nó là như thế nào? Theo tôi nghĩ vấn đề thiên nhiên thì tuyệt vời. Anh giữa biển cả hùng vĩ rồi thiên nhiên, nhưng mà về vấn đề mà vật chất thì tôi nghĩ kham khổ, thì rất thiếu thốn. Về vấn đề mà tinh thần thì thiếu thốn. Nhưng mà là mọi người chiến sĩ mà, thì người ta quyết tâm giữ biển đảo, thì cái tinh thần yêu tổ quốc, yêu đất nước nó hơn tất cả, thì người ta vượt qua những điều đó. Còn nếu mà thật sự ra vấn đề mà environment hay là cái thiên nhiên thì quá hùng vĩ, quá đẹp, quá đẹp. Như trên đảo ngoài chiến sĩ, ngoài người lính còn có người dân nữa. Do vậy mới có những người nhà sư ra đó để mà làm cái việc Phật sự cho những người dân ở ngoài đó. Thì anh có cái hình dung gì về đời sống người dân ngoài đó? Đời sống người đó chắc ăn seafood nhiều, cá mắm chắc đầy đủ, nhưng mà thật sự những cái rau cỏ, rau cát, tôi đọc biết những bài báo những người chiến sĩ hải quân đó có thể trồng rau trên một cái coi như là cái chậu để mà ăn đó, để mà cải thiện thêm vấn đề rau xanh cho đời sống. Thì tôi nghĩ là thú vị. Nếu mà tôi được sống nó được, nếu mà tôi có dịp tôi cũng nên sống được 6 tháng hoặc năm tôi để biết cái kinh nghiệm, biết cái sự gọi là lý thú cỡ nào. Rất là hùng vĩ, tôi nghĩ vậy. Thì I wish. Câu hỏi tham khảo như vậy cũng có tính cách để xem coi như nó rất lý thú chứ. Một người ở bên ngoài nhìn về và hình dung về cái đời sống ở đảo như thế nào. Chắc chắn là những cái dự đoán, những cái tưởng tượng, những cái đoán mò của anh Nguyễn Hồng Phúc sẽ rất là có nhiều cái khác biệt với thực tế. Và chính từ chuyến đi này chúng tôi sẽ đem về cái thực tế cho quý khán thính giả của chúng tôi, mà trong đó có anh Nguyễn Hồng Phúc. Xin được cảm ơn anh và cảm ơn phái đoàn của báo chí của California. Để đóng lại cái buổi nói chuyện hôm nay, anh Phúc có thể cho một cái lời chia sẻ cuối cùng với liên quan tới chuyến đi này, liên quan tới những mảnh đất, những con người mà chúng tôi sẽ sắp sửa có dịp mà đi qua. Wow, thật sự là thì được nghe các anh đi chuyến đi này thì tôi rất là tiếc. Tôi bận chuyện gia đình, tôi không đi được. Thì tôi nghĩ chắc 1000 năm một thở, chắc khi tôi chết thì tôi chưa được ra được để chứng kiến được cái đàn đảo Trường Sa nó đẹp cỡ nào và nó hùng vĩ cỡ nào. Và thấy được một cái gọi là cái tinh thần giữ gìn đất nước của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Thì không gì hơn thì xin được chúc các anh đi được bình yên. Và như tôi đã nói, nếu có ra ngoài đó thì thắp cho tôi một nén hương để mà tưởng niệm tất cả chiến sĩ Việt Nam, kể cả Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Thống Nhất bây giờ. Những người đã khuất, những người đã hy sinh, giữ lình biển đảo cho chúng tôi. Có thể tôi ở hải ngoại này, tôi không cần đến nữa, nhưng mà thật sự trong lòng tôi lúc nào cũng Việt Nam Tổ quốc tôi. Thì sau này con tôi vẫn nói con tôi là đảo Trường Sa, đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Những người đã người hy sinh, giữ bình tổ quốc của đảo của chúng ta thì tôi xin được salute họ và cảm ơn họ, những người đã giữ, đang giữ và sẽ giữ đảo. Sẽ có những người chiến sĩ trẻ đã giữ đảo thì tôi được xin lời cảm ơn họ. Xin cảm ơn Nguyễn Hồng Phúc và hy vọng những thông điệp này của Nguyễn Hồng Phúc cũng sẽ được chia sẻ với nhiều người ở khán thính giả của quý khán thính giả của Phố Bolsa TV ở khắp nơi. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin được cảm ơn anh và xin được cảm ơn khán giả của Phố Bolsa TV. Chúc anh lên đường may mắn.